Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, những kẻ yếu đuối trong thế giới anime thường bị coi là một gánh nặng và sẽ bị mọi người khác bỏ rơi. Chính vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, họ phải tự mình trở nên mạnh mẽ để có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có main bị bỏ rơi vì yếu đuối, sau đó trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Và sau khi xem xong Top Anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 10. Tiger and Bunny, thể loại hành động hài hước huyền bí siêu sức mạnh. Ở thành phố Sternbill, những người có khả năng đặc biệt được gọi là Next và có thể dùng sức mạnh của mình cho việc tốt hoặc xấu. Một nhóm Next có tổ chức độc đáo thường xuyên xuất hiện trên Hero TV, nơi họ săn đuổi những kẻ bất lương và kiếm điểm anh hùng với hy vọng trở thành vua của các anh hùng tiếp theo. Kotetsu T. Kaburagi được biết đến với biệt danh White Tiger là một anh hùng kỳ cựu không thể hợp tác với các anh hùng khác. Sau một mùa giải đáng thất vọng, trong đó hầu hết các anh hùng khác vượt xa Tiger, anh ta được ép đôi với một anh hùng hoàn toàn mới, người tự nhận mình bằng cái tên Barnaby Brook Jr. Barnaby có biệt danh là Bunny bởi đối tác mới của mình. Mặc dù họ khác biệt như dầu với nước, Tiger và Bunny phải học cách làm việc cùng với nhau vì lợi ích của sự nghiệp và đối mặt với những mối đe dọa đang rình rập bên trong của Sternbill. 9. Ragnarok The Animation, thể loại game hành động fantasy. Một ác quỷ lớn đang càn quét vương quốc. Một kẻ ác mà kiếm sĩ trẻ Ruan và người bạn đồng hành từ nhỏ của anh ta, Yufa phải đối đầu, vì hai người này đi về phía định mệnh của họ. Từ những tòa tháp cao nhất đến sâu thẳm của thế giới ngầm, qua rừng và sa mạc. Với một dàn anh hùng ngày càng mạnh mẽ, số phận sẽ nắm bắt những du khách này bằng chính tâm hồn của họ và thúc đẩy nhóm các mạo hiểm giả lão luyện hướng tới một mục đích cao quý. Quái vật đang đến và con đường đầy rẫy nguy hiểm và ma thuật. Con đường phía trước có thể không rõ ràng, nhưng ý chí mạnh mẽ ở đâu thì ở đó sẽ có một con đường. Bài học chờ đợi trong bóng tối sâu thẳm và điều tốt phải chiếm ưu thế. Qua hành trình bắt đầu ngay bây giờ. 8. Seikoku no Dragoner, thể loại hài hước fantasy ecchi học đường. Học cưỡi và thuần hóa rồng trở nên dễ dàng với hầu hết các học sinh tại học viện Ansarivan Dragoner, ngoại trừ học sinh năm thứ nhất, Ash Black, người được các bạn cùng lớp gọi là đứa trẻ có vấn đề số 1. Tội nghiệp cho Ash là trò cười ở trường, bởi vì mặc dù thương hiệu hình ngôi sao lớn đến vô lý đánh dấu anh ta là một bậc thầy sử dụng rồng trong tương lai, nhưng vẫn chưa có gì để thể hiện cho điều đó cả. Con rồng của anh ấy vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Cho đến bây giờ, đó là vào một ngày định mệnh, con rồng của Ash thức dậy trong ánh hào, nhưng nó xuất hiện khác với bất kỳ con rồng nào từng thấy trước đây, dưới hình dạng một cô gái xinh đẹp. Điều tồi tệ hơn, Ash nhanh chóng phát hiện ra rằng con rồng mới này có thái độ lồi lõm khi mà cô nhanh chóng thông báo với anh rằng cô là chủ và anh người hầu. Vấn đề của Ash với con rồng này chỉ mới bắt đầu. 7. Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin, thể loại drama lịch sử seinen. Nhật Bản năm 1955, Mario Minakami vừa đến trường cải cách đặc biệt Shounan cùng với năm thiếu niên khác đã bị bắt vì tội hình sự nghiêm trọng. Tất cả được phân vào cùng một phòng giam. Họ gặp một tù nhân lớn tuổi có tên là Rokurota Sakuragi, một cựu võ sĩ quyền Anh, người mà họ đã thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ. Dưới sự hướng dẫn của anh ta và với lời hứa rằng họ sẽ gặp nhau ở bên ngoài sau khi chấp hành xong bản án, những kẻ phạm tội bắt đầu nhìn nhận hoàn cảnh vô vọng của họ theo một khía cạnh tốt hơn. Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin theo chân 7 người bạn cùng phòng giam khi họ cùng nhau đấu tranh chống lại sự đau khổ và sỉ nhục tàn bạo gây ra cho họ bởi Ishihara, một người bảo vệ tàn bạo có thù hận với Rokurota, và Kisuke Sasaki, một bác sĩ rất thích bạo hành các cậu bé.
Đối mặt với những điều kiện địa ngục như vậy, 7 tù nhân phải cùng nhau dốc hết sức lực mà họ có để tồn tại cho đến khi mãn án. Nhưng ngay cả khi họ làm được, loại cuộc sống nào đang chờ đợi họ? Shizō Saikyō no Deshi Kenichi, thể loại hành động hài hước võ thuật học đường shonen. Nếu không bị đánh đập trong câu lạc bộ karate sau giờ học, có thể thấy cậu học sinh trung học Kenichi Shirahama đang vùi đầu vào một trong nhiều cuốn sách self-help mà cậu ấy mang theo mỗi ngày. Một ngày nọ, trên đường đến trường, Kenichi vô tình làm học sinh mới trong lớp sợ hãi, khiến cho cô ấy ném cậu xuống đất. Sau khi xin lỗi vì phản ứng bạo lực của mình, cô ấy tự giới thiệu mình là Miu Furinji và đề nghị Kenichi làm bạn với mình. Cuối ngày hôm sau buổi tập luyện của câu lạc bộ karate, Kenichi được một trong những thành viên khác của câu lạc bộ đưa cho một tối hậu thư. Họ sẽ chiến đấu vào tuần tới và người thua phải rời câu lạc bộ vĩnh viễn. Trong khi than thở về thất bại sắp tới của mình trong trận chiến sắp tới, Kenichi chứng kiến Miu chống đỡ ba tên côn đồ một cách dễ dàng. Chán nản với việc liên tục bị bắt nạt bởi những kẻ mạnh hơn mình, anh ta hỏi Miu những lời khuyên về cách để trở thành một võ sĩ. Cô ấy hướng dẫn Kenichi đến võ đường của ông mình, Ryo Zanbaku, nơi một số bậc thầy về võ thuật cực đoan đã tập hợp lại để trau dồi khả năng của mình. Miu hứa rằng Kenichi sẽ trở nên mạnh hơn đáng kể, nhưng chỉ khi anh ta có thể sống sót. Với những lời nói đáng ngại hiện lên trong đầu và sự xuất hiện của một băng nhóm tội phạm võ thuật được gọi là Ragnarok đe dọa đến sự an toàn của những người xung quanh, Kenichi bước đầu tiên trên hành trình trở thành một võ sĩ đẳng cấp thế giới. Năm, Punchline, thể loại hài hước viễn tưởng siêu nhân Echi sử dụng mạnh. Sau khi thoát khỏi một vụ cướp xe bus với sự giúp đỡ của siêu anh hùng đeo mặt nạ Strange Juice, Yuta Iridasu thấy linh hồn của mình bị tách ra khỏi thể xác và được chăm sóc bởi một linh hồn mèo hư hỏng, Chira Nosuke. Như một linh hồn, Yuta đi lang thang khắp nơi ở của mình, nhà Korai, nhằm lấy lại cơ thể của mình và quan sát những cư dân khác. Meika Daihatsu, một nhà phát minh thiên tài, Mikatan Narugino, một thần tượng vui vẻ, Ito Hikiotani, một nét đóng cửa, và Rabura Chichibu, một phương tiện tâm linh. Sau khi nhìn thấy đồ lót của Narugino, Chira Nosuke tiết lộ với Yuta rằng anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân khi nhìn thấy quần lót. Tuy nhiên, nếu anh ta nhìn thấy quần lót nhiều lần, thế giới sẽ nổ tung từ một thiên thạch. Punchline theo chân Yuta khi anh làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh Korai House, những cư dân của nó và một tổ chức phản diện đang cố gắng kết liễu thế giới. Liệu Yuta có thể cứu tất cả mọi người hay mối đe dọa về quần lót luôn hiện hữu sẽ dẫn đến sự diệt vong của họ? Bốn, 91 Days, thể loại hành động drama lịch sử. Khi còn nhỏ sống ở thị trấn Lawless, Angelo Lagusa đã chứng kiến một bi kịch. Cha mẹ và em trai của mình bị gia đình mafia và Netty tàn sát không thương tiếc, đánh mất tất cả những gì mà mình yêu quý. Anh ấy bỏ lại cả tên và quê quán của mình, chấp nhận danh tính mới là Avilio Bruno. 7 năm sau, Avilio cuối cùng cũng có cơ hội trả thù khi mà anh nhận được một lá thư bí ẩn nhắc anh trở lại Lawless. Sau đó, anh ta sớm gặp Nero, con trai của Vanetti Don, và tìm cách kết bạn với hắn bằng những kỹ năng mà anh ta đã âm thầm mài giũa trong nhiều năm. Lấy bối cảnh trong thời đại cấm, 91 Days kể về câu chuyện trên con đường báo thù đen tối đẫm máu của Avilio khi mà anh từ từ kết liễu từng người đàn ông liên quan đến việc giết hại gia đình của mình. Ba, Modal Zushi, thể loại hành động phiêu lưu huyền bí siêu nhân lịch sử. Thần, trạng thái bất tử mà mọi người tu luyện đều phấn đấu để đạt được. Tuy nhiên, có một năng lực đen tối nằm bên dưới mộ đạo bị cấm, hay còn gọi là con đường ma quỷ. Trải qua một chuỗi bi kịch đáng tiếc, đây là con đường mà người tu luyện Wei
Wu Xian thử nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình. Sự gia tăng quyền lực của anh ta đi kèm với sự hỗn loạn và hủy diệt. Nhưng triều đại khủng bố của anh ta đột ngột kết thúc khi các gia tộc tu luyện chế ngự anh ta và anh bị giết bởi đồng minh thân cận nhất của mình. 13 năm sau, Wei Wuxian được tái sinh trong cơ thể của một người mất trí và đoàn tụ với Lan Wangyi, một người bạn học cũ của anh ấy. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một bí ẩn siêu nhiên xảy ra với gia tộc và có nguy cơ phá vỡ cuộc sống hàng ngày của họ. Mo Dao Zushi theo chân hai người đàn ông này trong sứ mệnh làm sáng tỏ những bí mật của thế giới tâm linh, chiến đấu với ma, quỷ và thậm chí cả những người tu luyện khác. Cuối cùng cả hai đã hình thành một mối liên kết mà cả hai đều không ngờ tới. Hai, Android, thể loại phiêu lưu fantasy. Shun Asanaga là một học sinh trung học cơ sở 15 tuổi với tính cách lạc quan và tươi sáng. Một ngày nọ, anh tìm thấy một viên pha lê bí ẩn trong văn phòng của cha mình, một nhà khoa học và là một doanh nhân. Khi Shun chạm vào nó, thế giới trở nên méo mó và anh ta được gửi đến thế giới của Endra. Emilio, một hoàng tử của vương quốc Endra, sắp sinh nhật lần thứ 16 và coi thường vị vua trị vì Del Zain. Vì Emilio hiện đang ở tuổi có thể kế thừa ngai vàng nên anh ta đã cầm vũ khí và định trả thù. Tuy nhiên vì quá yếu nên Emilio bị Del Zain bắt và tống vào tù. Khi Emilio đau buồn, bức tường phòng giam của anh ấy trở nên méo mó và Shun xuất hiện từ đó với hai mục tiêu: trở về thế giới của chính mình và hoàn thành cuộc trả thù của Emilio. Tương lai nào ở phía trước cho hai cậu bé đang cố gắng sống sót ở Endra nhưng lại được lớn lên ở hai thế giới khác nhau. Một, Dororo, thể loại ác quỷ lịch sử Samurai Shonen. Vùng đất của lãnh chúa Samurai tham lam Daigo Kagemitsu đang chết dần và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì vì quyền lực, thậm chí là từ bỏ Đức Phật và lập một khế ước với ma quỷ. Những lời cầu nguyện của anh đã được đáp lại bởi 12 con quỷ, những người ban cho anh ta sức mạnh mà anh ta mong muốn bằng cách hỗ trợ sự phát triển vùng đất của anh ấy, nhưng phải trả giá. Khi đứa con trai đầu lòng của Kagemitsu chào đời, cậu bé không có tứ chi, không có mũi, mắt, không có tai, thậm chí da nhưng vẫn còn sống. Đứa trẻ này đã bị vứt xuống sông và bị lãng quên. Nhưng may mắn, anh được cứu bởi một thầy y, người cung cấp cho anh ta các bộ phận giả và vũ khí, cho phép anh ta có thể sống sót và tự bảo vệ mình. Cậu bé sống và lớn lên, và mặc dù cậu không thể nhìn, nghe hoặc cảm thấy bất cứ điều gì, cậu ta vẫn đánh bại những con quỷ đã lấy cậu làm vật hy sinh. Với cái chết của mỗi người, anh ta sẽ lấy lại được một phần của bản thân mình mà đúng ra là của anh ấy. Trong nhiều năm lang thang một mình, cho đến một ngày, cậu gặp một cậu bé mồ côi có tên là Dororo và họ kết bạn với nhau. Cặp đôi không có khả năng hiện đang chiến đấu vì sự sống còn của họ và nhân loại trong một thế giới không thể tha thứ, đầy quỷ dữ. Trên đây là top 10 anime có main bị bỏ rơi vì yếu đuối, sau đó trở lại cực kỳ mạnh mẽ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngập Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!